Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel. Rồi, hôm nay chúng ta đã gặp nhau rồi. Và video này mình sẽ thử ăn 100 bánh kem dâu tây trong cái ngày event 8 tháng 3 đầu tiên của Võ Đăng Event. Rồi, trong cái bánh kem này mình sẽ kiếm một cái nơi nào đó, một nhà người dân nào đó để vào ăn nha. Ok, mình sẽ đứng đây để ăn, đứng ngay thẩm cửu. Thẩm cửu này là mua cái gì đó mình không nhớ nữa, hình như có rương thì phải. Rồi, giờ mình sẽ ăn 100 cái để xem coi có được gì không. À, được cái gì 300.000 điểm kinh nghiệm là mặc định nha. Củ chuối này ra. Được một bình đây là bách quả lộ tăng may mắn cái tu lít anh, nhưng mà mình vẫn muốn tự tay mình bấm, cảm giác nó khá là 100 cái này thì sẽ lên được tầm một cấp. Mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ bấm nha anh em. Ôi, được một cái bao lì xì. Lệnh bài danh vọng mình biết lắm. Đứng kế cái ông thẩm câu này tôi vãi, chẳng được gì cả. Ok, tiếp tục bấm lộn quá. Cảm giác mà bấm ăn như vậy nó nhớ đến ký ức tiền kỳ và những năm 2006 2007 là một mình bắt quả lộ. Ta có những event game dịp Tết là vui và để lại kỷ niệm với. Còn 30 cái mà mình vẫn chưa ra được gì cả. Phải ăn 900 cái thì may ra cái cấp 72 này khi mà ăn một cái thì sẽ lên 1% lên cấp. Ok, lên cấp 73. Đổi qua bên này coi nào. Còn cái cuối cùng cái này là cái gì? Quế hoa tụ. Thật sự là mình không thích những cái này lắm. Ok, bây giờ mình sẽ ăn cái cuối cùng nha. Mình thử để bên cái ô này mình ăn. Để chút, mình để qua bên này. Rồi, không được gì hết cả anh em. Đây là tiểu hồng bao. Tiểu hồng bao ăn vô thì sẽ được một vạn lượng. Ok. Cái này là cái gì? Lệnh bài danh vọng. Lệnh bài danh vọng. Quế hoa tụ được ăn 100 cái được 2 bình quế hoa tủ. Một cái được 2 bình bách quả lộ, một bình quế hoa tủ. Và hai cái tiểu hồng bao, hai cái lệnh bài danh vọng. Thì cái bánh dâu tây này nó lên phần trăm là cao nhất 300.000 điểm rồi. Rồi, thôi, mình sẽ không ăn nữa. Ok, xin chúc anh em có những cái lít chuột ăn bánh kem dâu tây may mắn nha. Đó. Anh em ăn thì nhớ bật nhạc bánh kem dâu tây của công chúa Quỳnh lên nghe. Ok, bye bye anh em.